Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Phan Nhật Bắc, Nước mắt hòa bình. Truyện này tiếp theo một thời binh lửa. Hòa bình, cả dân tộc Việt Nam sau một phần tư thế kỷ chiến tranh, ai lại không muốn hòa bình? Chỉ có những tên ăn cướp nhân dân giải phóng mới không muốn hòa bình. Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973 chưa tráo mực. Chúng đã xâm phạm trên khắp lãnh thổ miền Nam. Chúng vu khống Việt Nam Cộng Hòa vi phạm. Luận điệu này vẫn đầy rẫy trên Wikipedia và báo chí Việt Cộng cho đến hôm nay. Vào truyện. Từ giả sống ở vòng Nha Trang đi về Phan Thiết với Chánh. Người đàn em niên học 70-75 thiếu sinh quân, chưa kịp ra trường đã tan hàng. Chánh đánh công an cướp cây AK nhảy vào rừng và tham gia vụ chơi bao tiền ga xe lửa Phan Thiết cách đây một tuần. Hôm nay cùng nhau về để tìm cách gia nhập kháng chiến tại Phương Lâm. Hai cây AK và con 45 đã giấu kỹ nơi cầu sông Phan, cách ga Mương Máng mấy cây số. Số tiền đã chia hết, hắn và Chánh đi xe lửa vô Sài Gòn tìm Phúc. Đến ga Mương Máng, công an đã kiểm soát dày đặc. Cô thư ký ga xe lửa bị bắt đứng bên ga để nhận diện khi công an nghi ngờ ai. Cả hai bị lùa vào một phòng chờ cùng vài thanh niên và trung niên đi làm củi. Sau khi loại hết vài người, bọn công an đường sắt để lại 6 người. Trong 6 người này, cô nhận diện cho kỹ ai là nhóm cướp tiền của ga. Cô ta nhìn 6 người đàn ông, nhìn qua nhìn lại. Đôi mắt nàng chạm vào đôi mắt hắn một cái nháy nhanh. Hắn hồi hộp, nhưng cười nhếch mép. Xong nghe nàng lắc đầu nói, không có ai trong mấy người này. Bọn bò vàng này là công an đường sắt từ Biên Hòa kéo ra đây. Toàn tụi nói tiếng Bắc Thanh Hóa rập. Sau khi khám xét trong người không có gì nghi ngờ, bọn công an thả hết, chỉ giữ lại Chánh và hắn. Cô thư ký ga Phan Thiết ngạc nhiên, nhưng nàng im lặng quay vào. Hắn và Chánh được mang ra xe công an đem vào Dĩ An. Hắn hỏi, chúng tôi làm gì mà các anh bắt? Anh không có hỏi nhiều, nghi ngờ là chúng tôi bắt để về đồn làm việc. Không có tội sẽ thả hai anh ra, chấp hành đi. Bọn công an cầm hai đứa vào nhau, đưa lên một chiếc xe của Nga bịt kín vải, chạy mấy tiếng đồng hồ rồi nhốt cả hai riêng. Chánh đã nói trước khi bị bắt, nếu có gì em nhận hết, anh yên chí. Hai đứa đều hứa là không khai bất cứ ai. Xà lim của đồn công an đường sắt tối om. Chỉ có một cái lỗ đưa cơm từ cửa sắt sân đen, rần rần mùi tử khí quanh quẩn đâu đây. Chánh đánh một, hắn áp tay vào vách xong, đánh lại, ok. Chánh bị đánh nhừ tử vụ cướp vũ khí từ tên công an đường sắt nhảy vào rừng mấy tháng trước. Hắn là người cung cấp 5 băng đạn. Tiếng rú của Chánh từ căn phòng điều tra cuối đường vang lên ghê rợn, chợt nhói tim lo sợ đàn em. Mình không chịu nổi khai hết thì có thể dựa cột. Anh nhận tội đi, thằng Chánh đã khai hết rồi. Một đoàn tâm lý quá xưa để hai cựu thiếu sinh quân dính bẫy. Tôi chẳng có gì mà nhận tội, tự nhiên các ông bắt tôi vào đây rồi điều tra, chuyện mà tôi không có làm thật vô lý. Mẹ mày, mày không nhận, chúng tao đánh cho nhận. Mẹ chúng mày khai ra đi. Mày là người chủ mưu cướp bao tiền cách đây hơn một tuần trên chuyến xe TN144-0. Tôi không có biết thua cán bộ. Thì một cú đá như trời giáng vào hông. Hắn quằn người chịu đựng. Sau khi hít vào và vận công để đón, mày tên này mang dép râu. Hắn đá xong thì cúi xuống cài lại đôi dép vào bàn chân đen thui như chăn trâu. Chắc thằng công an này xuất thân từ đó. Sau màn đánh dạo đầu, hắn dùng đòn xoa dịu. Bảo khai hay nhận tội đi, nhà nước khoan hồng. Tôi chẳng biết gì để khai. Thằng Chánh cùng trường thiếu sinh quân ngụy của anh đã khai hết. Chịu đi, còn ngoãn mà về. Nghe tên công an nói, hắn phân vân không lẽ Chánh đã khai, chắc không chịu nổi đòn tra tấn. Nhưng không khai, chờ Chánh về đánh một xem sao. Đến trưa sau một tiếng đồng hồ đánh để điều tra, hắn được thả về phòng. Hắn đánh một cạch cạch lên vách tường bên kia có tiếng gõ lại cạch cạch cạch, từng tiếng ngắt quãng. Nhân Trí Dũng, ok. Sau hai ngày điều tra, bọn công an đường sắt chẳng khai thác được gì, đành thả ra.
Bắt ký vào tờ khai là công an không đánh đập, đối xử tử tế. Mẹ, 100 tờ giấy cũng ký để ra khỏi cái xà lim đầy mùi tử khí này. Mình về Sài Gòn tìm anh Phúc rồi đi lên Phương Lâm luôn hả anh? Anh nghĩ mình phải tạm gác chuyện đi Phương Lâm. Căn cứ này trước sau gì tụi Việt Cộng cũng thanh toán. Em nghĩ đi, mình có trong tay hơn triệu quân không đánh mà chạy. Nhóm tàn quân còn lại như hột muối bỏ biển, đánh đấm gì em? Anh không đi, em đi. Nói xong chánh giận nhảy xuống sân ga. Lúc này xe lửa đã đến ga Hòa Hưng. Hắn nhảy theo đi sau chánh. Về chợ Bến Thành, màn đêm đã phủ xuống. Hàng chữ bằng những bóng đèn ca ngợi chế độ mới chạy dài trên tấm vách. Hai người, hắn và chánh không ai nói với ai thật lâu. Anh gặp anh Huân quán cò bá chưa? Gặp rồi, sau khi đưa đạn AK cho em. Ông ghê quá, chuyện kháng chiến mà ông bô bô giữa đám đông. Theo anh trước sau gì cũng bị công an nó tóm. Thôi, chia tay. Mai em về xong Phan lấy súng, anh đi không? Không, chú nóng nảy quá, cứ lấy để lại cho anh cây con 45. Chánh nhậm vậy, hắn chia tay đàn em thiếu sinh quân gốc Quảng Trị. Chơi không anh, em có em gái còn chinh. Tiếng người đàn bà ăn xương đêm hỏi hắn. Giúp đi mà, đói quá. Người đàn bà ẵm đứa bé gầy còm trên cánh tay năn nỉ. Bán trình bao nhiêu? Hắn chợt hỏi. 10 đồng, bảo đảm luôn, không tẩm mồng gà, nước lựu. Em này từ miền Trung vào, mặn mà lắm. Chị ơi, tôi đâu có đến 10 đồng. Thôi, chị kiếm người khác đi, tụi bộ đội nhiều tiền. Đủ má đéo chơi Việt Cộng, má cha tụi nó. Người đàn bà chửi toán lên làm đứa bé bật khóc. Rồi ẵm con đi dưới ánh đèn vàng vọt, như đời của chị và dân miền Nam bị cướp đi sự sống. Hắn chạy theo. Ê chị kia ơi. Gì đó cha nội, nấng hả? Không. Hắn lấy ra 1 đồng, đưa 2 tay. Chị cầm mua đồ ăn cho đứa bé. Vậy hả? Vậy thì bóp không? Trên 1 đồng, dưới 2 đồng. Không bà ơi, khổ quá, tôi đâu có xào ướt hay xào khô. Tôi tặng bà 1 đồng mua đồ ăn. Trời, sao mà ngang, quỷ hả? Lính gì? Nói xong người đàn bà lấy tiền cảm ơn rồi đi về phía đường Lê Lợi cũ, nơi vỉa hè rất đông dân kinh tế mới kéo về. Sài Gòn về đêm buồn như muốn khóc, quay quắt suy tư dẫn ngược cơn sầu. Hắn đứng dậy đi về phía nhà thờ, ngôi giáo đường chung quanh đầy nước tiểu bốc lên nồng nặc làm hắn muốn nôn mửa. Dân bệnh cùi kéo về ngủ ven con đường chính, đã sáng họ vẫn tỉnh bơ, đám công an không dám dựng dậy. Về nhà Phúc, nơi Nguyễn Thông quận 3, ngôi nhà còn chìm trong bóng mờ. Một người nằm trên chiếc võng trước nhà, mình trần không đắp mền không mùng. Phúc, Phúc à? Ai đó? Tao, bắt đây. Phúc tròn tỉnh lật đật chạy ra mở khóa cổng. Thằng Chánh đâu? Nó về xong Phan rồi, lên Phương Lâm luôn. Mẹ, sao mày để nó đi một mình, nó không có kinh nghiệm đường đời. Đàn em mày phải theo chỉ bảo cho nó. Nó đâu có nghe, 18 tuổi rồi. Tội nghiệp những đứa em thiếu sinh quân quê Quảng Trị sau năm 75 bơ vơ nơi Sài Gòn, sau khi Việt Cộng vào, tự sống tự đứng lên bằng đôi chân của chính họ. Mình tra lại Ninh Hòa tìm Trầm, nghe nói nếu trúng đậm mình sẽ có vàng vượt biên. Gì, như mò kim đáy biển, hay tao chỉ cho mày làm chuyện này có thể mày đi được. Chuyện gì? Mày cặp với một bà dược sĩ cô đơn làm cho bả phê rồi rủ đi vượt biên. Mẹ, mày muốn tao làm đi được sao? Sao mày không làm? Hai đứa rù rì chuyện gì đó bách, vào hồi nào vậy con? Dạ, đêm qua. Bộ, ngủ bụi sao không dậy đây con? Nói xong bà vào nhà bắt đầu nấu ăn sáng. Bách và Phúc kéo nhau ra cái quán nhỏ của bà Năm trước ga xe lửa Hòa Hưng, nhâm nhi cà phê. Sài Gòn không khắc nghiệt như các tỉnh nhỏ. Tụi nó sợ dân Sài Gòn nổi loạn, nên cũng còn ăn cơm không động bo bo hay khoai mì. Hàng quán vẫn tấp nập nhưng kiếm tiền không dễ. Những người dựa vào đồng lương lính hay công chức bây giờ đói bở hơi tai như gia đình thằng Phúc. Bây giờ theo kế hoạch mình đi tìm Trầm, rồi mày cô bà dược sĩ có đôi mắt lá râm râm. Tao về Ninh Hòa theo chú hai đi tìm Trầm. Nếu có ăn mình nhào vào. Nhà bà Nga nằm ngay con đường Sầm Quốc Độc Lập, nay gọi là Thống Nhất. Một chủ nhà thuốc tây bày thế. Chồng bà là bác sĩ làm việc tại quân y viện Nguyễn Huệ, vọt theo tàu hải quân ra biển lớn đi Mỹ,
bỏ bà lại và hai đứa con nhỏ dại. Tội cán bộ quân quản Nha Trang thèm bà nhỏ rẫy, nhưng bà khoái sĩ quan chế độ cũ, nhiều đêm trăn trở nhớ chồng làm bà không ngủ được. Lúc trước bà cũng làm ăn với bọn nằm vùng, chú bà, ba danh tập kết cũng về có thớ lắm, nhưng ông ta có vẻ chán khi thấy tụi bắt kéo vào chiếm trễ nơi dinh Lý Bá Phẩm cả bầy đàn. Đáng lẽ cái chức này ba danh của mặt trận phỏng dế nắm, nhưng tụi nó nắm hết, tung hô đánh ngụy nhào. Mà ngụy chạy mất có đánh gì đâu, chán mớ đời, tưởng là thành lập một miền Nam trung lập vài năm như tụi nó hứa. Mẹ chẳng tin được, nhìn con cháu còn ngon nước mặn mà, ông nói, mày tráng giữ mình coi chừng tụi bắt nó nhậu ngang chưa nga. Chú, còn khuyên ngăn chú, nếu chú đừng tiếp tay đánh lén, dám thằng nào mó đến hăng hùng. Ông ba chợt nhớ đến người vợ bắt do đảng bố trí lấy nhau lúc tập kết và lúc đòi về Nam chiến đấu. Tụi nó ép lấy vợ bắt xong, mê luôn, đêm đêm ông ở trên lầu dành riêng cho ông. Nghe tiếng thở dài của con cháu cũng làm ông bức rứt. Người cộng sản cũng có con chim trực lửa. Vài ngày sau, ông nhận chức khác lớn hơn, vào đó ở luôn, thì ông bổ mông đem thằng bạn đến nạp mạng cho bà Hà Bả sông Hà ra. Xuống bến xe Nha Trang, đi bộ về nhà chị Nga, ông lôi hổ phúc như gái về nhà chồng, như dê nạp mạng tế thần. Ông vùng vằng như đứa con nít. Mẹ, mày 20 mấy tuổi rồi không còn nhỏ, tao đưa mày lên xe bông về dinh, mày đòi đi bộ. Sắp đến nhà chị Nga rồi, cười lên cho rạng rỡ, trai Sài Gòn gì mà nhát quá. Ủa, tao nhắc mày vô đi, cứ bán cá không hả? Phúc ơi, nhậu đi, để tụi máng tụi mừng nó leo lên uổng lắm, nhiều thằng cá ngấu thèm lắm. Chị Nga đang lui cui trong quầy thuốc tây, bây giờ đã nhập vào quốc doanh. Không chọn lựa một là nín thở để sống, còn hai là mất hết vậy thôi. Chị ta chẳng nhờ được gì ông chú tập kết. Ông ta chỉ có cái vỏ là dân tập kết, trên cổng trên lưng trăm thằng cá ngấu. Bà chị Nga cười rạng rỡ vui vẻ đon đã trả lời. Trời, lâu quá hen, trốn đâu vậy em? Mà cái ông nào kìa? Bà chỉ vào ông Thiên Lôi Phúc đang đứng e thẹn trước cửa. Trai về nhà vợ. Hè, thằng Lôi Công. Lôi Công là gì? Dạ, Lôi Hổ ngày xưa nhảy bật khu đồng bò đó. Ngon ngăn, mà bây giờ làm gì? Thì à, theo yêu cầu của chị kiếm sĩ quan ngụy đẹp trai, ngây thơ chưa biết mùi gái. Nhưng à, ông bảy ông bô ba bốn lần gì đó đem ra đây cho chị mận thịt. Trời mẹ ơi, bảy bô ba bốn lần tôi phải khám lại, đem ra xong cái tẩy rửa mới xài. Thôi đùa chút cho vui, chị giúp nó công việc đồng áng, chuyện cày ruộng nước nó hay lắm. Bà Nga kết ngay, Phúc con nhà quan sĩ quan luôn, dân Sài Gòn phong lưu, nhảy đầm giỏi đánh trận hay, nhưng gặp gái như bà Nga thì cà lắm. Trong chuyện nhờ chị dạy nó hiền lắm. Thôi, mày ở rể tao về Ninh Hòa ngang Lâu Công. Ông Phúc dậm chân đi theo, thật tội nghiệp. Mẹ thằng này nó cày không biết bao nhiêu ruộng nước mà lại sợ bà dược sĩ mới lạ. Mày đành lòng bỏ tao ở đây hả? Tạm thời thôi, vụ bả dược biên có kết quả cho tao biết. Hắn về Ninh Hòa theo người chú quen lên đèo Khánh Dương tìm Trầm. Nghe nói Trầm và Kỳ Nam nhiều vì nơi đây cây gió bầu rất nhiều. Trong chiến tranh bom đạn làm cây gió bầu bị thương tật, nó tự tiết ra chất mũ để chữa vết thương lâu năm kết tinh thành Trầm hay Kỳ Nam. Quý vô cùng, người Tàu mua hết rất có giá. Ông Phúc ở lại Nha Trang, đêm đầu tiên là chỉ Nga cho ông tẩm bổ, xong hai người hơi e thẹn chút đỉnh. Cậu nhỏ hơn tôi 4 tuổi, tôi à, cũng cọp đây, cọp cái. Nói xong không chờ đợi, hai đứa trẻ còn thức trên lầu, thì bên dưới lầu, ông Lôi Công từ tốn thám thính trên vùng trời bình yên. Bàn tay ta làm nên tất cả, dưới sức người sỏi đá cũng bốc hơi. Chị Nga bốc hơi quằn quại trên bộ ván bóng loáng. Ông Phúc nện những cú nện như thiên lôi, làm bà Hà Bá sông Hà ra, rú lên. Chàng ơi! Anh ơi! Chết em! Mà cái bộ dáng này chắc lắm, pháo, pháo. Ông Lôi Công hùng hục tấn công, mục tiêu mấy năm rêu phong. Chồng em, ông đánh theo lối quan văn, anh đánh theo lối quan võ. Em thích quan võ hơn quan văn.
mấy ông quân y quân ỷ gì đó đánh nhẫn nhau chậm trì chán bỏ sự luôn. Ông Lôi Công tạm ngưng chiến, cả hai mồ hôi nhảy nhà dưới cái nóng của thành phố biển Nha Trang. Phúc ngồi dậy đốt điếu thuốc President nhà khói nhìn người đàn bà sống xa chồng. Phúc nhắm mắt không nghĩ thêm, thôi mình hưởng hậu xét. Khi người đàn bà họ thỏa mãn sinh lý, bà Nga ôm đầu ông Phúc nói, cọc của Nga, thôi ở đây luôn, làm chồng mình đi, em nuôi anh đi tìm trầm chi cho mà khổ thân. Tìm may ra có tiền mua vàng vượt biên chị Nga ơi. Trời ơi, nằm trên bụng người ta pháo mà gọi bằng chị. Em nuôi trổ mã thành chồng chị nuôi, thôi gọi gì cũng được, tối lò mò là ok rồi. Chuyện vượt biên hả? Nga tính rồi, yên chí đi. Nếu anh biết nơi nào chắc chắn thì mình đi. Phúc nghe nói mừng, chắc phải lên Ninh Hòa cho thằng Bách biết. Sáng, hắn và chú hai ra một cái quán cốc ven đường. Bọn du kích vừa mới sáng mà tụi nó đã gài đổ nhậu nhẹt, gây thiệt. Đám này, nơi xã hội mới vùng này, tụi nó là trời con. Chào đừng để ý tụi nó, đám lúc trước là cô Hồng phá làng phá xóm. Sau 30 tháng 4 thành cắt mạng ghê lắm. Hắn y ngồi quay lưng về bọn chúng. Thì một tên ngứa mắt đến cà khịa. Chú hai, thằng nào đây? Trình giấy tờ chưa? À, cháu tao từ Phan Thiết ra tìm Trầm. Khổ quá, kiếm ăn thôi. Mày thông cảm. Chút nữa cà phê xong lên trình giấy tờ. Đọc đưa xem. Tôi móc giấy cải tạo và giấy đi đường ra cho hắn. Hắn cầm tờ giấy lộn ngược. Anh tên gì? Có trong giấy mà. Tao hỏi mày tên gì ngang chưa? Thưa ông du kích, tôi tên Bách. Thôi mà Năm, khó khăn làm gì vậy mày? Hàng xóm không hè. Thôi, tao bao chầu rượu. Khi nào trúng trầm bồi dưỡng thêm. Vừa nói xong thì ông Lôi Hổ Phúc lù lù xuất hiện từ xa. Đám du kích cũng tan hàng khi nghe chú hai nói. Trời Phúc, mày đạt mục tiêu chưa mà lên đây? À, xong mọi việc ổn. Tao đi với mày và chú được hay không? Vì cũng phải tìm cách ra đi, chị Nga đồng ý vượt biên. Đi lên đèo Phượng Hoàng, nơi đây đã xảy ra trận đánh lớn giữa sư đoàn F-10 và 320 của Bắc quân và hai lữ đoàn dù 2 và 3. Các di vật của cuộc chiến vẫn còn không ai thu dọn, xương cốt hai bên đầy rẫy trong xó rừng hốc núi. Tao có hai thằng bạn mất tích thuộc đoàn 75 nhảy vào để biết tung tích của sư đoàn F-10 Bắc quân ém tại đây. Lúc đó tao về công tác tại đoàn 68, thằng Linh về 72 chiến đoàn 2. Mẹ Lôi Hổ làm gì lên đến chiến đoàn, nổ vừa thôi cha. Mày không có biết mẹ gì, quân số nha kỹ thuật lên đến sư đoàn, có đại tá làm tư lệnh tên đoàn Văn Nô năm 68, và năm 75 là ông cuối cùng. Ông chú hai và ông cháu làm lì đi để cho hai ông cựu binh nói chuyện bầy lính, bô sâu trong cánh rừng thì đã trưa. Hai ông cựu lính cơm nước xong thì ngã lưng dựa gốc cây trái cam. Loại trái này giống như trái cây trầm hương, mọc đầy trong khu rừng già. Trái này ăn đỡ đói vì có tinh bột không ngon lắm. Mùi bùi bùi chát chát, khỉ cũng không mặn mà. Khi vừa thiêu thiểu ngủ thì một toán lính dù quân phục rách nát kéo đến vây chặt bốn người. Ông chú hai và ba ông ngạc nhiên không lẽ còn tàn quân dù nơi này. Khoảng một tiểu đội lính dù hiện ra. Họ là đà trên con đường mòn, tất cả khuôn mặt chỉ còn những hố sâu thâm thẳm không sinh khí, tiếng máy PRC rè rè như từ một nơi xa lắm. Đích thân, đây trút hết về hướng dân đèo, chúng ta bị bỏ rơi, nghe đó trả lời. Toán lính dù đi ngang qua một cơn gió thật mạnh làm bốn người thức giấc, chú hai biết gặp ma nên khấn vái. Các anh nhảy dù sống khôn thác thiên phù hộ cho chúng tôi làm ăn phe mình đây. Thôi, mình tiếp tục, không có gì phải sợ. Trận đánh lớn hai bên chết nhiều, chắc có lẽ mau việc cổng lệnh quẳng đâu đây. Cây rừng xào xạc, lá rơi lạnh, không biết từ đâu kéo về sau khi cưa được một khúc gỗ trầm rất quý, mà chú hai nói là kỳ nam. Lọc rừng mấy đứa, trúng đậm. Chú chưa bao giờ may mắn như chuyến đi này. Thôi, mình trút trời đã xế bóng rồi. Cánh rừng bỗng tối mịt, mưa đổ xuống, bốn người đành chui vào một cái chòi lá rách nát, chắc trạm giao liên của việc cổng. Có mùi tử khí đâu đây, không còn cách nào khác đành cua củi trong căn chòi đốt lên. Ma Việt Cộng hẹn lên chập choạng nửa tối nửa sáng. Họ nói toàn tiếng Bắc trách móc oán hận, vì là nằm tại đây lâu quá chưa ai cải tán. Chú hai cũng khấn vái như khấn vái lính dù, thì họ không còn hẹn lên nữa.
Nghỉ đêm giữa rừng, sáng ra chia hai để đón xe về Ninh Hòa. Hai thằng về thẳng luôn Nha Trang. Mọi chuyện bán buôn thẩm định trầm chú hai lo, bây giờ phải tìm cách ra đi. Về lại Nha Trang, hai đứa kéo đến nhà chị Nga, bây giờ là tình nhân của ông Lôi Hổ. Bà dược sĩ nhớ vòng tay ông cọp nên mừng rỡ. Hai người tắm cho sạch bụi đường rồi kéo nhau đi ăn. Hắn tắm trước, ra phía trước đường nhìn thiên hạ, thì thằng Lôi Hổ bị kéo vào phòng tắm chung với chị nuôi. Chị vắng mấy đêm mà họ bệnh nhau, như lâu lắm không gặp. Ông chú chị Nga đến nhà nói, cháu làm vài món đồ nhậu chiều có mấy người từ Trung ương thăm Nha Trang đến lai rai nha. Thì hắn vào phút từ trên lầu đi xuống làm ông khựng lại. Ê, hai cái thằng nào đây? Dạ, hai đứa em bên chồng mới từ Sài Gòn ra hôm qua. Cháu linh tinh với đàn ông không tốt. Ông chú gắt gỏng với chị Nga. Bọn Ngụy, sĩ quan quân y và Lôi Hổ. Chị Nga nói xong ông chú nhảy dựng nói. Thôi, có bọn này ở đây tao không đến khỏi làm đồ nhậu. Chị Nga khoái nói. Cảm ơn chú nhiều. Ông này may là chú ruột chứ không ông cũng sơi mình chứ phải không. Thời của bọn chiến thắng, vợ con phe chiến bại như cá nằm trên thớt. Thà chị ăn nằm với phe ta còn hơn vẫn mong cho kẻ thù nó liếm. Chuyện ra đi do hắn đề nghị, sau chuyến thứ hai và thứ ba tìm trầm không kết quả, nơi đèo cả và mật khu đồng bò, chỉ được mớ thuốc tây và tiền cũ Việt Nam Cộng Hòa, chị Nga đã khéo léo đổi được. Hắn vào chợ lớn chạy mánh vượt biên, trong tay không có ghe nhưng hắn làm sổ ghe giả. Nhờ một người bạn cà số máy vào ghi số đăng bộ chiếc ghe nào ngon nhất để dẫn người tàu ra xem ghe. Nhưng rồi có một chủ ghe chịu ra đi, đòi đến mấy chục cây vàng. Hắn và thằng Phúc chóng váng, mấy ông ba đờ ghe bây giờ lên vùng. Trời, chú Năm cá ép. Ông này thích ăn cá khô ép người ta đặt chết tên. Chú chém đẹp quá, chiếc ghe chú cao lắm là chục cây vàng. Bớt đi, cho con cháu nhờ. Mẫu nội mày, tao bán cả gia tài cho mày. Tao cho hai vợ con thằng Đục theo, tao ở lại, dùng số vàng dũng dạ ngăn chưa. Không thì thôi, không mợ thì chợ vẫn đông, thiếu gì mánh mà mày, mà mánh lớn ngon à ngang. Nghe ông già suốt đời bám biển đen thui, miệng nhai trầu, bây giờ trở nên tranh mảnh. Tôi chán nản đành hứa lèo. Chú đưa sổ ghe cho tôi vào Sài Gòn tìm người đi, mỗi đồng người mấy cây. Thì ba cây ngang chưa, vàng 369, đúng số Kim Thành. Trời, sao chú bây giờ mọc nanh vậy chú? Mẹ, cái khó nó bó cái khùng. Tụi bay cho tụi tao dốt đặt tráng mai nên khinh gọi là ba đờ ghe. Cái đích tổ cha cái quần trách đích xưa rồi. Thời này là thời của Kim Thành. Thôi, về đi, thằng Đục theo mày với sổ ghe tao không tin ai hết. Còn tao đi với mày chạy mánh. Nghe ông Năm cá ép nói mà hắn ngỡ ngàng. Ai nói dân danh ca khù khờ. Ông già này lù khù quát cái lu mà chạy. Rồi hắn và thằng Phúc cũng tìm được người đi. Chuyến đi đổ bộ nơi Bình Tú, thằng Phúc lo cho bà dược sĩ Nga. Tôi dắt hai đứa bé con bà Nga đến chùa Bảy Đầu Rồng, bị phục kích nó và bà Nga thoát. Tôi kẹt lại nơi rừng dừa bì, tụi du kích bắn dữ quá. Chiếc ghe bỏ chạy ra khơi, thằng Phúc bắn lại, tiếng AK nổ chát chúa trên biển. Hắn và thằng Đức kẹt lại, hai đứa không chạy ra ghe được, đành ngậm ngùi về nhà. Đem hai đứa con bà Nga ra Nha Trang giao cho bà con tụi nó, rồi tổ chức những chuyến đi, hẹn sẽ đem tụi nó đi theo. Phúc đến Bi Đông, trại tị nạn nằm đó vài tháng rồi đi Mỹ, định cư tại tiểu bang Utah, miền Tây nước Mỹ, chấm dứt tình với bà dược sĩ. Trả lại cho ông chồng bà về Cali nắng ấm, lúc chia tay họ đánh nhau một trận tơi bời hoa lá. Hắn không biết lý do tại sao chia tay khi Phúc viết thư cho hắn sau này. Tác giả Phan Nhật Bắc. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.